nước nào? Là Nhật Bản. Nhật Bản. Ừ. Nói tiếng Việt hay quá. Cảm ơn. Nhiều sẵn à? Nhưng mà tụ tiếng gì à? Wow, nhìn sao màu. Cảm ơn chị. Nhìn vô, nhìn vô. Dạ, nhìn vô. Nhìn vô. Nhìn vô. Wow. Dạ. Thế là tin. Ui. Tin Trung Quốc. Và tiền Việt Nam rồi. Ồ, tiền Việt Nam. Tiếng Việt luôn hả? Ừ. Qua đây lâu chưa? Là 5 năm rồi nè. 5 năm hả? Dạ. Ê. May mắn. Anh giúp nha. Giúp em nha. Cái này tốt hài không? Sắp xong là bình thường á. Bình thường hả? Bình thường hả? Là chưa kết hôn hả? Là có duyên không? Còn này có duyên. Dạ. Để vợ là có duyên không? Có vợ chưa? Ừ, chưa. Chưa. Bây giờ là tìm nè. Tìm ở Việt Nam nè. Tìm vợ Việt Nam rồi. Ừ. Bình thường đó. Gia đạo là gia đình đó, trội phước thêm. Tận thân là bản thân mình, cẩn thận nha rồi. Cẩn thận. Cẩn thận hả? Chú ý á. Phải chú ý á. Ok. Tìm không gặp. Ở đây 5 năm rồi đó. 5 năm. Có về bỏ anh hả? Ừ. Bao nhiêu tuổi? 37. 37 à? Còn 38. À, 38 à? 38. 38 thì lớn hơn hả? Nhưng mà năm hai năm hai năm hai nhưng mà cường đi học lớp giống năm hai là con chó con heo đúng người đi tìm người khó gặp dạy học à không đi làm không có việc làm tại lâu xài anh giúp em mà giúp em hỏi cho mình đại biểu là bật mắt là tiền không gặp nhá và giật mất giống như đồ của mình á đồ tiền đạc, tiền mất tiền giật mất á giật ngoài thân của mình á không làm việc nên em mất tiền nè nhưng mà không gặp nhá. Tìm người á khô gặp khô gặp nhưng mà bây giờ là mới gặp nhá. Chương xăm này bình thường anh nói là bình thường nhưng mà cái này là có thể là không tốt nha. À tìm cần gì à? Cảm gì là ờ ờ ờ nhà là nhà là ok tiền là lấy nhiều cho biết bản thân nhé bản thân là kinh sinh tế pháp lý hả giống như là pháp lý à có thể là có may mắn à trong tương lai đúng không nha. Mình sẽ cố gắng trong cuộc sống Việt Nam nha. Làm việc chăm chỉ là học tiếng Việt nữa nha. Là kiếm tiền là tìm bạn gái là sẽ kết hôn nha. Là hạnh phúc nha. Mọi người ơi, ta dự có một khảo hỏi nha. Là sau khi sinh xong rồi là mọi người giải này mình phải làm gì là xử lý thế nào. Tại vì là bên Nhật Bản là khi về nhà thì mọi người buộc cái này trên càng cây nên không mang về nhưng mà bây giờ là Kazu vẫn không có xin xăm này
phải làm gì, hãy viết comment nha. Bây giờ là khó đi du lịch, nhưng mà nếu là mọi người có thể đi được chùa này thì hãy đến nha. Và nếu thích video này thì hãy share, like, subscribe nha. Bye bye, sẽ mọi người sẽ hạnh phúc nha. Bye bye.